Nhất trống Lâm Yên, Di Triên Phước Kiều, trải qua hàng mấy trăm năm tồn tại, làng Lâm Yên nay thuộc xã Đại Minh, huyện Đại Lộc vẫn còn bảo tồn được làng nghề làm trống truyền thống rất độc đáo, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của cư dân xứ Quảng. Trống xuất xứ từ ngôi làng này nổi tiếng bền và cho ra âm thanh cực chuẩn. Thời cực thịnh, sản phẩm trống Lâm Yên đã có mặt ở các tỉnh thành trong nước. Hiện tại dù rất khó khăn, nhưng nhiều nghệ nhân vẫn cố gắng bám trụ với nghề để tiếng trống Lâm Yên mãi còn vang xa. Giữ lửa cho làng nghề lại luôn là nỗi trăn trở của bao thế hệ người thợ làm trống Lâm Yên. Những chiếc trống được làm từ gỗ mít, da trâu, chốt tre vẫn hiện hữu những tinh hoa của cha ông truyền lại. Từ trống dăm ghép đến trống dăm liền để hội nhập và thích ứng với thị trường. Nhưng nét truyền thống của làng nghề vẫn trường tồn như tiếng trống Lâm Yên. Tập 4 Ký sự tinh hoa nghề xứ Quảng với tên gọi Vọng mãi tiếng trống Lâm Yên sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2024 trên sóng QRT. Mời quý vị và các bạn đón xem.